xin chào các bạn. tôi muốn làm một cái video để mà trả lời một câu hỏi rất là phổ biến thường nhận được rất là nhiều trong thời gian gần đây. đó chính là câu hỏi liên quan nếu như mà Donald Trump thắng hay là Joe Biden thắng thì thị trường sẽ ra sao và rất nhiều bạn quan tâm đến tình hình của thị trường crypto. thì đương nhiên chúng ta không biết được là tương lai sẽ ra sao nhưng mà có một số điều tôi muốn chia sẻ với các bạn để bạn nắm được là những nhà đầu tư bây giờ đang suy nghĩ những gì và cả hai người đều có rất là nhiều những cái chính sách khác nhau và nhất là chúng ta nói tới những cái lĩnh vực như lĩnh vực năng lượng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực tài chính hay là lĩnh vực thuế và chi tiêu chính phủ. Thì bốn lĩnh vực này chúng ta là những nhà đầu tư thì đương nhiên nhiều bạn quan tâm đến lĩnh vực tài chính, thuế và chi tiêu chính phủ cho nên đây sẽ là những gì mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay. Còn về thị trường crypto thì bây giờ còn rất là nhỏ cho nên sự ảnh hưởng chứ không phải trực tiếp mà là gián tiếp thông qua những gì có thể xảy ra đối với thị trường chứng khoán nhưng mà cũng có một số những cái điểm mà chúng ta cũng cần phải lưu ý đến khi chúng ta nói tới thị trường crypto mà thường sẽ chia sẻ thêm chi tiết và đương nhiên chúng ta sẽ không có nói quá sâu về những cái lĩnh vực này Tại vì chủ yếu thường muốn nói về những cái khái niệm để các bạn nắm được Là tình hình bây giờ là như thế nào và những suy nghĩ của những nhà đầu tư Và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì trước hết chúng ta hay nói về lĩnh vực tài chính có nghĩa là chúng ta nghĩ đến những cái công ty ngân hàng, những công ty đầu tư, những công ty cho vay, những công ty bảo hiểm vân vân. Thì đương nhiên trước hết chúng ta sẽ nói về tổng thống Donald Trump. Thì tổng thống Donald Trump là một người mà nhiều người coi như ông là một người rất là thân thiện đối với thị trường tài chính và một số dẫn chứng các bạn thấy được là ông đã bãi bỏ nhiều quy định và giảm đi một số những cái luật như là tháng 5 năm 2018 thì tổng thống Donald Trump đã ký để mà giảm đi một số luật từ Dodd-Frank sau khi mà khủng hoảng tài chính năm 2008 thì luật Dodd-Frank đã ra đời và trong đó có nhiều mục khác nhau và tổng thống Donald Trump đã giảm đi một số những cái mục tại vì các bạn thấy đưa Dodd-Frank ra đời để mà giảm đi rủi ro từ ngành tài chính nhưng mà nhiều lực thì sẽ dẫn đến là cái việc kinh doanh rất là khó khăn cho ngành tài chính cho nên tổng thống Donald Trump đã ra quyết định là sẽ giảm đi một số những cái quy định để cho ngành tài chính có thể phát triển mạnh mẽ hơn và tháng 6 năm 2020 thì Tổng thống Donald Trump cũng giảm đi cái luật liên quan tới Vocal Rule là một cái luật liên quan tới ngân hàng và cho phép những ngân hàng nhỏ hơn có thể chấp nhận nguy hiểm cao hơn để mà kích thích cái ngành tài chính. Cho nên nhiều người coi Tổng thống Donald Trump là một vị Tổng thống rất là thân thiện với thị trường tài chính nói chung. Và nếu như mà Tổng thống Donald Trump tái đắc cử thì nhiều nhà đầu tư tin tưởng là ông sẽ tiếp tục thả lỏng các luật để hỗ trợ phát triển của ngành tài chính. Nói chung là tốt trong thời gian ngắn hạn. Còn về Joe Biden thì hoàn toàn ngược lại, các bạn thấy được rồi, Joe Biden nói là sẽ tăng cường luật Dodd-Frank, cái luật mà chúng ta mới vừa nói tới, nhưng mà không có nói rõ là cái phần nào sẽ được tăng cường. Và khi mà chúng ta tăng những cái luật liên quan tới tài chính thì sẽ dẫn đến là những công ty tài chính cái lợi nhuận nó sẽ ít hơn. Tại vì khi mà có nhiều luật thì đương nhiên là làm ăn sẽ khó khăn hơn, cần phải mướn thêm người, cần phải có nhiều cái quy luật trong công ty để cho đảm bảo là không có phạm luật của chính phủ cho nên các bạn thấy được là nhiều lực thì sẽ dẫn đến là cái ngành tài chính nó sẽ làm ăn khó khăn hơn và ngoại trừ điều đó ra thì Joe Biden cũng ủng hộ một cái khái niệm gọi là thuế giao dịch tài chính có nghĩa là sao? có nghĩa là mọi giao dịch tài chính trên thị trường đều phải đóng một phần thuế ngoại trừ một số những cái giao dịch ngoại lệ như là IPO có nghĩa là mua chứng khoán khi mà mới lên trên sàn có nghĩa là sao? có nghĩa là khi mà các bạn mua bán chứng khoán thì sẽ phải đóng một phần thuế khác với là bây giờ khi mà chúng ta chỉ lấy cái thuế tính theo là các bạn lời lỗ mà thôi thì nhiều người cho là cái thuế giao dịch tài chính này quan trọng nhiều người cho là không quan trọng tùy theo quan điểm của mỗi người nhưng mà đây cũng là một cái trọng tâm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Kế tiếp thì Joe Biden chú tâm vào việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thì tùy theo quan điểm của mỗi người. Tại vì nhiều người cho là khách hàng trong ngành tài chính thì bị những công ty tài chính bóc lột. Nhiều người cho là không phải là như vậy thì tùy theo mỗi người. Nhưng mà chính sách của Joe Biden là chú tâm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chính sách của Tổng thống Donald Trump là nghiêng về những công ty tài chính hơn. Và Joe Biden thì muốn cho phép dịch vụ ngân hàng trên bưu điện nghĩa là sẽ có thêm những công ty của chính phủ cạnh tranh với lại ngân hàng hiện tại và nói chung là không tốt trong thời gian ngắn hạn là chúng ta nói chung chung với sự khác biệt giữa cái chính sách của tổng thống donald trump và joe biden khi mà chúng ta nói riêng về lĩnh vực tài chính thì trong thời gian ngắn hạn nhiều người cho là donald trump đắc cử thì sẽ tốt cho thị trường tài chính hơn là joe biden nhưng mà đây chỉ là một trong những cái lĩnh vực mà thôi chúng ta bây giờ hãy nói tới những điều kế tiếp liên quan đến thuế chi tiêu chính phủ và liên quan đến crypto nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về những cái đề tài đó thì nhưng mà nào mà chưa theo dõi thuận capital trên những cái mạng xã hội thì có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin như là Twitter, Facebook và Telegram hay là bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn dịch nào thì các bạn có thể bấm vào cái link phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở thùng capital như là có thể điền đơn để được nhận tín hiệu trade miễn phí thông qua sàn NAPX hay là các bạn có thể tham gia vào những cái sàn như là Binance được giảm 20% phí giao dịch những chi tiết sẽ nằm ở phía dưới cái video này và nói riêng về sàn NAPX thì sàn NAPX bây giờ là đang có một cái chiến dịch hỗ trợ miền Trung cho mùa lũ lụt NAPX sẽ lập một cái quỹ từ thiện và quyên góp trước là 2.000 đồng USDT và quỹ này sau đó sẽ tiếp tục quyên góp dựa trên cái số lượng người dùng hàng ngày trên nền tảng của sàn Nasdaq trong suốt thời gian của chiến dịch có nghĩa là bất kỳ quy mô số lượng bao nhiêu một người mà có giao dịch trong một ngày đó thì Nasdaq sẽ quyên thêm một đồng USDT có nghĩa là một ngày mà nếu có một ngàn người giao dịch trên sàn Nasdaq thì Nasdaq sẽ quyên ra một ngàn đô một ngàn đồng USDT trong cái thời gian đó và cái chiến dịch này bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 cho đến ngày 1 t tháng 11 và cái số tiền quyên góp được khi mà kết thúc chiến dịch này sẽ hướng tới việc giúp đỡ đồng bào miền Trung Việt Nam. Đây là cái thông tin liên quan tới Snapback mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái tài liệu kế tiếp đó chính là thuế và chi tiêu của chính phủ. Thì Tổng thống Donald Trump muốn tiếp tục giữ thuế doanh nghiệp ở cái mức thấp để mà hỗ trợ thị trường. Thuế doanh nghiệp thấp sẽ dẫn đến là các công ty có thể giữ lại được cái lợi, lợi nhuận cao hơn và đương nhiên có thể dẫn đến cái sự tăng trưởng trong thị trường tài chính. Nhưng mà Joe Biden thì ngược lại Joe Biden cái chính sách là muốn tăng thuế thu nhập công ty có thể dẫn đến phản ứng ngược lại cổ phiếu có thể là đi xuống. Và nếu như chúng ta tin tưởng là cổ phiếu xuống có thể dẫn đến crypto đi xuống thì đương nhiên đây là một trong những điều mà các bạn cần phải quan tâm đến. Và không chỉ riêng là thuế thu nhập công ty mà khi chúng ta nhìn vào tổng quát thì các bạn thấy được là cái chính sách hiện tại của tổng thống Donald Trump so với lại cái đề xuất của Joe Biden thì tất cả các thuế dưới chính quyền của Joe Biden đều sẽ có cái sự tăng trưởng. Các bạn nhìn vào thống kê trên màn hình thì thuế doanh thu, thuế thu nhập nhân viên, chúng ta nhìn vào thuế doanh nghiệp nhỏ và thuế thu nhập đầu tư thì tất cả đều có cái sự tăng trưởng. Nhưng mà khi nói tới chi tiêu chính phủ thì các bạn thấy được là nhiều người thì tin tưởng là Joe Biden và đảng Dân Chủ thì lúc nào cũng muốn có cái hỗ trợ cao hơn. Điều này có thể dẫn đến là chứng khoán tăng và nền kinh tế học phục nhanh. Cho nên khi mà nói tới thuế và chi tiêu chính phủ trong hiển hạn thì nhiều người nghĩ là nó sẽ hòa nhau nếu như mà Joe Biden trở thành tổng thống. Tại vì một mặt thì tăng thuế sẽ dẫn đến là trong thì ngắn hạn chứng khoán có thể là đi xuống. Nhưng mà ngược lại nếu chúng ta có cái gói hỗ trợ cao hơn thì trong thời gian ngắn hạn chứng khoán của Hoa Kỳ có thể là đi lên. Cho nên hai cái điều này nó sẽ hòa nhau. Đây là liên quan đến thuế và chi tiêu chính phủ. Thì các bạn thấy được là tổng quát thì khi mà nói tới ngành tài chính thì nhiều người vẫn ủng hộ tổng thống Donald Trump hơn cảm thấy là chính sách của tổng thống Donald Trump sẽ có cái sự ảnh hưởng tốt trong thì ngắn hạn đối với thị trường tài chính nhưng mà chúng ta nói tới ngắn hạn mà thôi dài hạn chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa còn về liên quan đến thuế thì nhiều người cho là chính sách thuế của Joe Biden sẽ không tốt đối với ngành tài chính nhưng mà nhiều người lại cho là mất cái này thì được cái kia cái mất ở đây đó chính là thuế sẽ bị đánh cao hơn nhưng mà ngược lại sẽ có một cái hỗ trợ lớn hơn thì hai bên sẽ hòa nhau đây liên quan đến thuế và chi tiêu chính phủ và ngành tài chính. Bây giờ chúng ta nói về crypto đi, thì crypto các bạn thấy được là chúng ta phải nói về ba cái đơn vị mà có sức ảnh hưởng rất lớn đối với crypto. Trước hết, đó chính là SEC, hay là ta có thể gọi là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. kế đó là CFTC, có thể coi như đây là ban quản lý hợp đồng tương lai và OCC. Nhưng mà có thể hiểu đây là một cái đơn vị quản lý ngân hàng của Hoa Kỳ. Thì hiện bây giờ các bạn thấy được là SEC thì Jay Clayton là một người đã được đề cử làm chủ tịch Ủy ban chứng khoán và dịch của Hoa Kỳ vào ngày 20 tây tháng 1 năm 2017 bởi Tổng thống Donald Trump và tuyên thầy nhậm chức chủ tịch vào ngày 4 tháng 5 năm 2017 thì ở dưới cái sự lãnh đạo của Jay Clayton là chủ tịch của ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thì các đề xuất liên quan tới Bitcoin ETF đều đã bị từ chối. Các bạn thấy được là Jay Clayton thì cái quan điểm là không cấm nhưng mà cũng không ủng hộ crypto coi như là đứng chính giữa. Nhưng mà một điều quan trọng hơn hết là Jay Clayton sẽ rời khỏi cái ghế chủ tịch và cái người nào kế tiếp trở thành chủ tịch của SEC là một người rất quan trọng. Chúng ta bây giờ chưa có biết được nhiều cái thông tin và ở trong SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thì không phải ai cũng đối đầu hay là ai cũng thích crypto. Các bạn thấy được là có một số người là đứng chính giữa như Jay Clayton nhưng mà có những cái quỹ viên rất là thân thiện với tiền điện tử như là Hester Pierce. Cho nên chúng ta vẫn còn có cái cơ hội là có thể có được một cái Bitcoin ETF và đây là một điều rất là quan trọng tại vì Bitcoin ETF là một cái quỹ đầu tư mà có thể được giao dịch trực tiếp trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Cho nên đây là một cái bước tiến triển rất là lớn. Nếu như chúng ta có được một Bitcoin ETF thì thị trường sẽ dao động rất là mạnh. Bây giờ thì chúng ta chỉ có thể là hy vọng là người kế tiếp thay thế chủ tịch Clayton là một người ít nhất là đứng chính giữa không ghét thị trường crypto. Còn nếu như đương nhiên chúng ta có một người mà thích về crypto thì tất cả đều sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và chúng ta nói tới đơn vị thứ nhì đó chính là CFTC hay chúng ta có thể hiểu là ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ. Thì hiện bây giờ chủ tịch của CFTC là Heath Tarbert. Thì Heath Thuppert là một người mà làm chủ tịch ở thời điểm bây giờ và cho đến năm 2024. Thì đây là một chủ tịch mà rất là ủng hộ Ethereum, coi Ethereum như là Internet. Nhưng mà trong một cuộc phỏng vấn thì Heath Tarbert cũng đã nói là ông ta sẽ dựa theo quyết định của SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ sau này, coi coi là họ tính như thế nào đối với chuyện crypto hiện bây giờ thì bitcoin và ethereum coi như là một cái tài sản, một cái hàng hóa trong cái cách nhìn của ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ CFTC sau này như thế nào thì phải chờ coi coi là SEC sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên các bạn thấy được là cái giấy chủ tịch của SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ là một cái giấy rất là quan trọng và cái đơn vị thứ ba chúng tôi sẽ nói tới đó chính là OCC hay là cái ban quản lý những ngân hàng của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là hiện bây giờ Brian Brooks là người mà đứng đầu thì Brian Brooks là người mà được Bộ trưởng Bộ Tài chính Steve Mnuchin chỉ định làm phó tổng kiểm soát viên sau khi mà tổng kiểm soát viên Joseph Orton từ chức thì dưới sự lãnh đạo của Brian Brooks luật liên quan đến crypto đã có sự tiến triển rất là tốt các bạn thấy được là trước đây Brian Brooks là luật sư trưởng của, của sàn giao dịch Coinbase nên là một người mà rất là hiểu về thị trường crypto và trong thời gian mà ông ta đảm nhận cái chức là phó kiểm soát viên của OCC thì đã ra rất là nhiều luật để có thể cho cái ngành ngân hàng của Hoa Kỳ có thể tiếp cận và cho ra các sản phẩm liên quan đến crypto đây là một tiến triển rất là tốt chúng ta đã nói về một số những cái thông tin này trong những cái video trước đây và có thể được những điều này đã xảy ra dưới cái sự lãnh đạo của chính quyền của tổng thống Donald Trump còn về bên Joe Biden thì bây giờ chúng ta không biết được là cái suy nghĩ của bên đó như thế nào đối với crypto không có thể hiện rõ là quan điểm của bên đó về crypto là như thế nào cho nên điều mà chúng ta muốn thấy được là trước hết Brian Brooks tiếp tục trở thành cái người mà lãnh đạo của OCC và tiếp tục ủng hộ thị trường crypto CFTC Heath Tupper tiếp tục là chủ tịch cho nên về mặt pháp lý của Hoa Kỳ thì hiện bây giờ là chúng ta cũng có khá nhiều điểm tốt các bạn thấy được là Brian Brooks là một người ủng hộ crypto dẫn đầu OCC hiện bây giờ Heath Tupper là một người cũng ủng hộ thị trường crypto đang dẫn đầu CFTC chúng ta chỉ không biết được là chủ tịch kế tiếp của SEC là ai và đây là một cái giới rất là quan trọng trong tương lai của thị trường crypto thì các bạn thấy được đây là cái thông tin chúng ta cần phải nắm được liên quan tới thị trường tài chính liên quan tới chính sách thuế và chi tiêu liên quan đến crypto trong cái cuộc bầu cử này một điều mà tôi muốn các bạn phải hiểu là đây chỉ là những cái chính sách mà thôi cho dù là ai thắng thì những luật cũng phải được thông qua quốc hội cho nên các bạn thấy được là những điều này là không phải là chắc chắn chỉ là những cái đề xuất được đưa ra trong thời gian tranh cử mà thôi các phản ứng của thị trường thì sẽ là ngắn hạn, dài hạn thì các bạn thấy được thị trường sẽ thích nghi khi mà thuế tăng thuế giảm thì thị trường cũng sẽ thích nghi trong thời gian hạn mà thôi. Cho nên những gì mà chúng ta nói là chỉ trong thời gian ngắn hạn cho nên trên thực tế ai là tổng thống chỉ là một cái yếu tố thị trường tăng hay là giảm thì sẽ đi theo rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau và các bạn thấy được là tổng thống cộng hòa thì cũng có lúc thị trường giảm tổng thống dân chủ thì cũng có lúc thị trường tăng cho nên chúng ta không thể nói chung chung là tổng thống cộng hòa là tốt cho ngành tài chính và tổng thống của dân chủ là 6 ngành tài chính. Tại vì lịch sử cho thấy là trong thời gian dài hạn thì thị trường chứng khoán Cộng hòa chỉ chỉ có một xu hướng là tăng. Trong nhiều năm qua, mặc dù là chúng ta có tổng thống cộng hòa hay là tổng thống dân chủ, thị trường chỉ có một xu hướng là tăng. Dựa theo lịch sử chúng ta nhận được trước đây. Và đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Các bạn nghĩ sao hãy comment ở phía dưới. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.